Xin chào quý anh chị các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay em sẽ xin phép giới thiệu cho anh chị một chiếc xe Toyota nhập khẩu 7 chỗ gầm cao, giá lăn bánh chỉ có chưa đến 600 triệu. Và ngoài ra hiện tại thời điểm tháng 2 năm 2023 này đã được ưu đãi cực lớn, giảm đến 30 triệu tiền mặt và tặng cho anh chị phụ kiện trị giá 15 triệu. Thì chiếc xe này là chiếc xe nào? Chiếc xe Toyota Avanza nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo, 7 chỗ gầm cao. Cụ thể như sau, Toyota Avanza thì được phân phối thị trường ở Việt Nam với hai phiên bản và đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Có các màu lựa chọn như trắng, đen, bạc và bạc ánh tím. Có hai phiên bản là phiên bản số sàn và phiên bản số tự động. Phiên bản số sàn thì có giá niêm yết là 558 triệu và thời điểm hiện tại thì bên em đang giảm cho anh chị là 20 triệu tiền mặt và tặng cho anh chị một gói phụ kiện trị giá 15 triệu, tổng ưu đãi lên đến 35 triệu. Và giá số đơn chỉ còn có 538 triệu thôi. Lăn bánh thì anh chị chỉ cần chuẩn bị trước giúp em khoảng tầm 598 triệu là đủ. Và để trả góp thì anh chị chỉ cần chuẩn bị chưa đến 180 quay đầu là có thể lăn bánh chiếc xe này rồi. Anh chị sử dụng gia đình hay chạy dịch vụ thì quá là hợp lý. Bởi vì thời điểm với cái nhu cầu như hiện tại, em phân tích một chút về cái chạy dịch vụ thì nhu cầu hiện tại là chạy đến xe 7 chỗ rất là lớn. Kể cả người ta đi 4 đến 5 người thì người ta vẫn muốn đi xe 7 chỗ, thì nó sẽ rộng rãi và có nhiều cái chỗ để đồ hơn và đi được nhiều loại địa hình hơn nữa, mà đặc biệt là xe 7 chỗ. Nhưng mà tuy nhiên là cái tiêu thụ nhiên liệu cũng chỉ khoảng 6,3 lít trên 100 cây thì nó còn tiết kiệm hơn so với chiếc Toyota Ray máy 1.0 mà 5 chỗ. Tiếp theo là phiên bản số tự động thì còn giá niêm yết là 598 triệu và thời điểm hiện tại thì bên đang giảm cho anh chị là 31 triệu tiền mặt và tặng cho anh chị gói phụ kiện trị giá 15 triệu và thời điểm mà tổng ưu đãi lên đến là 46 triệu. Và giá để xuất hóa đơn chiếc xe bản số tự động thì chỉ có là 567 triệu và lăn bánh nó sẽ rơi khoảng tầm 630. Trả góp thì anh chị chuẩn bị trước giúp em khoảng tầm 185-190 là đủ. Vâng, và cái chiếc xe nó quá hợp lý với một cái chiếc xe đa dụng 7 chỗ nhập khẩu gầm cao của Toyota. Chi phí sửa chữa bảo dưỡng rất là nhỏ. Thì anh chị nào muốn đi xe 7 chỗ, muốn đi xe gầm cao hoặc là đầu tư để xe để chạy dịch vụ thì chiếc xe này quá là hợp lý. Như trước mắt chúng ta đây là một chiếc xe Avanza phiên bản số tự động để bên em đang vừa bán cho một công ty LD, một cái phiên bản công ty liên doanh mua xe có vốn, công ty có vốn từ nước ngoài. Thì em đã giới thiệu với anh chị về cái giá bán cũng như là cái phân tích cho anh chị về hai phiên bản. Thì em sẽ xin phép giới thiệu cho anh chị về cái chi tiết chiếc xe này có gì đặc biệt. Thì ở phần đầu xe thì xe được thiết kế theo cái ngôn ngữ khá là vuông vắn để tiết kiệm cái diện tích bên ngoài mà lại được tối ưu về cái diện tích sử dụng bên trong. Thì xe được sử dụng cái cụm đèn full LED, ngoài ra thì có đèn sương mù ở phía dưới này. La răng thì được dùng là la răng phay xước. Xe 7 chỗ bình dân nhưng mà được trang bị rất nhiều thứ, đèn full LED này, rồi smart key này, rồi đèn la răng dạng phay xước. Lăn bánh chỉ có chưa đến 600 triệu. Phần đuôi xe thì có được trang bị là hai cảm biến sau, cụm đèn sau cũng là cụm đèn full LED. Để sẽ giới thiệu anh chị về ở đây, mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ có 6,3 lít trên 100 cây đường hỗn hợp, quá là tiết kiệm. Vâng, đây là phần nội thất của xe. Xe được trang bị là ghế nỉ này. Xe này thì bên em đã xe chuẩn bị giao cho khách nên là cũng được trang bị một vài cái option thêm trên xe, cũng như là dán phim cách nhiệt này, trải sàn da, cam hành trình, bọc vô lăng. Thì đây là những cái option bên em đã trang bị tặng thêm cho khách. Màn hình cả phiên bản đều được trang bị, kể cả số sàn luôn nhé, cả phiên bản đều được trang bị đèn full LED này, đều được trang bị la răng phay xước, đều được trang bị smart key, đều trang bị đèn, đều trang bị cảm biến. Quá là hợp lý cho phiên bản xe 7 chỗ nhập khẩu. Sử dụng gia đình hay là kinh doanh hay là chạy dịch vụ thì đều là ok hết. Để cái tầm tiền này thì xe sẽ được tối ưu cho người dùng, nên là anh chị thấy trên video thì có thể là nhiều anh chị thấy mỹ quan nó không được đẹp lắm, nhưng mà với cái tầm tiền loanh quanh chưa đến 600 triệu lăn bánh thì nó quá là hợp lý rồi. Đây là cái tẩu để lấy nguồn cho cam hành trình mà em đã lắp tặng cho khách ở đây. Vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về hai dòng xe Toyota
Avanza số dàn và số tự động, và giới thiệu anh chị về nội ngoại thất chiếc xe này. Thì em sẽ điểm qua một chút về nội thất. Đây là chiếc xe, đây là hàng ghế thứ hai và hãng gập được để xuống hàng ghế thứ ba. Thì nếu anh chị sử dụng hàng ghế thứ ba thì tiến lên một chút hàng ghế thứ hai và hàng ghế đầu tiên để sử dụng cho hàng ghế thứ ba. Vâng, và anh chị nào cần em tư vấn thêm về chiếc xe Toyota Avanza này, về màu sắc, về trả góp hay là về các cái thủ tục thì liên hệ giúp em qua số hotline để trên màn hình. Em xin phép và hẹn chị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.